Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 1, trang 119 sách giáo khoa hình học 11 đề bài số 1 của chúng ta như sau. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng? Câu A, đường thẳng delta là đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng A và B nếu delta vuông góc với A và delta vuông góc với B. Thì để biết được mệnh đề này của ta đúng hay sai thì chúng ta cùng mở lại trang 117 để xem định nghĩa về đường vuông góc chung. Đường thẳng delta cắt hai đường thẳng chéo nhau AB và cùng vuông góc với mỗi đường thẳng ấy thì được gọi là đường vuông góc chung của A và B. Như vậy, delta là đường vuông góc chung của A và B cần hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là delta cắt A và B. Điều kiện thứ hai đó là delta vuông góc với cả A và B. Thì ở ý A của ta, mệnh đề của ta mới có là delta vuông góc với A và B mà chưa có điều kiện delta phải cắt A và B. Như vậy, mệnh đề A của ta là sai đúng không? Vì thiếu điều kiện. Delta cắt đường thẳng A và cắt đường thẳng B. Rồi, bây giờ mời các em tiếp tục ý B nhé. Ý B của ta gọi P là mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng A và B chéo nhau. Khi đó, đường vuông góc chung delta của A và B luôn vuông góc với mặt phẳng P. Thì ở đây thầy đã vẽ hình cho các em quan dễ tiện quan sát. Đó là gì? Đó là thầy vẽ mặt phẳng P song song với hai đường thẳng chéo nhau A và B. Và thầy vẽ đường thẳng đường vuông góc chung là đường thẳng delta. Đây, đường vuông góc chung của A và B chính là đường thẳng delta thầy vẽ đây. Thì ta thấy ngay đường thẳng delta này cũng vuông góc với mặt phẳng P đúng không nhỉ? Cũng vuông góc với mặt phẳng P. Vì vậy, mệnh đề B của ta là đúng. Mệnh đề B của ta là đúng. Tiếp theo, mệnh đề C gọi delta là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau A và B thì delta là giao tuyến của hai mặt phẳng chứa đường thẳng A và delta và mặt phẳng chứa đường thẳng B và đường thẳng delta. Thì ở đây thầy cũng vẽ hình cho các em tiện quan sát và các em sẽ thấy ngay này. Ở đây thầy vẽ đường thẳng delta là đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau A và B đây. A đây, B đây. Delta là đường vuông góc chung đây. Đúng không? Và mặt phẳng chứa đường thẳng A và đường thẳng delta là mặt phẳng này. Tôi đặt tên là P nhá. Còn mặt phẳng chứa đường thẳng delta và đường thẳng B thì đặt là mặt phẳng Q, được chưa? Và bây giờ ta thấy ngay delta là đường vuông góc chung của hai đường thẳng A và B thì delta là đường giao tuyến của hai mặt phẳng A delta và B delta đúng không? Vì vậy, ý C của ta đúng, được chưa? Tiếp. Giờ ta sang ý D. Ý D của ta như sau. Cho hai đường thẳng chéo nhau A và B, đường thẳng nào đi qua một điểm M trên A, đồng thời cắt B tại N và vuông góc với B thì đó là đường vuông góc chung của A và B. Thì ta biết rồi, chúng ta vừa mới xem định nghĩa về đường vuông góc chung rồi, cần phải hai điều kiện đúng không? Điều kiện thứ nhất là đường vuông góc chung đó A và B. Thì ở đây đường thẳng đó
đi qua điểm M thuộc A và cắt B là ta đã thỏa mãn điều kiện cắt rồi nhá. Điều kiện thứ hai đó là đường vuông góc chung đó phải vuông góc với cả A và B. Thì ở đây ta mới thấy là mệnh đề cho vuông góc với B. Tuy nhiên mệnh đề còn thiếu vuông góc với A nữa. Vì vậy mệnh đề D của ta là sai vì thiếu. Thiếu gì nhỉ? Điều kiện đường thẳng đó vuông góc với A. Rồi, tiếp theo ta sang ý E. Đường vuông góc chung delta của hai đường thẳng chéo nhau A và B nằm trong mặt phẳng chứa đường này và vuông góc với đường kia. Thì chúng ta cùng xem lại hình ở câu C nhé. Đường vuông góc chung delta này của hai đường thẳng chéo nhau A và B nằm trong mặt phẳng P, được chưa? Mà nằm trong mặt phẳng P chứa đường thẳng A. Và cái mặt phẳng này có vuông góc với đường thẳng B không nhỉ? Ta thấy ngay là không đúng không? Không. Bởi vì mặt phẳng P và Q của ta chưa chắc đã vuông góc với nhau mà B nằm trong mặt phẳng P. Đúng không? B nằm trong mặt phẳng P nên P cũng chưa chắc là đã vuông với mặt phẳng P đúng không? Vì vậy, ý E của ta là sai. Đúng không? Vì sao nhỉ? Vì B chỉ vuông góc với P. Vì đường thẳng B của ta chưa chắc vuông góc với mặt phẳng chứa đường thẳng A và đường thẳng delta.